Đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, mình đi chơi đẹp rồi này. Ba ơi, vợ ba, một ơi. Chí rồi á? Tèn thơ bốc. Túi tình ý có công việc ổn định rồi ba ơi. Có công việc gì? Hãy nghe lại luôn. Túi đi vậy tên lại ngân hàng rồi đó. Túi đi làm. Bình đi. Tôi được để cho tôi có thể ăn làm gì mỗi ngày chứ mà không nhân. Bình đi, tôi bốc vác nên có công việc ổn định thôi. Ba bình đi ở nhà chỉ có hưởng phúc được thôi. Bốc vác gì? Hả? Đưa vào đưa tôi có thể ông đi làm gì mỗi mà chứ mà động tiền thì mà ông lại bốc vác đây. Tôi sẽ nghĩ. Bởi vì tôi đi làm dung chủ ba mới răng điện được. Mà đặt này, đặt này. Ủa trời ơi, gây tay thôi. Tôi có thật là tiền của ông đi làm đấy không? Tôi đi làm chứ nữa đó. Cái túi của thằng ấy ba tự như vốn sẵn tiêu thoải mái tịnh mắm đi rồi thả hồ mà tiêu. Đấy nhiều là ông thầy. Nhiều chứ tôi. Là ông đi làm thật à? Túi bình đi làm bốc vặt rồi. Để mới rồi thôi túi thật túi bình đi ngoan rồi. Rồi thế túi giúp nhá, ông bỏ tiền tiêu tôi, ông phụ cho túi đó tôi mơ mà. Ông hỏi thật, ông lừa túi đó nè. Túi lừa ba mua lừa ba, dư ba vô đi chợ mua mãi gì ăn. Tụi ông ba ta đánh chén tiếp. Cái này mà tiền ông đổ vào mồi thôi trong mắt ná la mới nảy tiền ấy. Tôi sẽ mua cho ông ăn nhá. Ông thầy đưa tiền như tôi sẽ mua cho ông ăn nhá. Tiền thì tôi là bất ra làm giá là ba tấn trọng hay. Thì cái nữa thì ông phải nói thôi. Rồi rồi ông thử mắt đi để tôi đi chờ. Rồi ba đi nữa tôi vô mình biểu thuốc la tới. Tôi đi chờ.